Nan Ninja, số nhỏ nhất quả đất, gặp ổ gà và lộn 180 độ. Hả? Đây quả là một ngày không may mắn với thanh niên. Trời mưa, đường ngập, thanh niên đi xe máy di chuyển bình thường thì gặp ổ gà. Không những vậy, anh chàng này lại dùng phanh trước nên khiến xe đứng khựng lại và người lộn về phía trước. Qua đây là một bài học cho thanh niên và mọi người, không nên dùng thắng trước khi lái xe nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật tin tức nóng hổi tại kênh Quân Tin Tức nhé. Xin cảm ơn.